Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì các bạn ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 10 á, là ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam. Đó có nghĩa là một năm có 2 ngày, ngày 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ nè. Ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam nè. Nói chung thì phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì ở Nhật không có các bạn. Nhưng là ngày 8 tháng 3 ở Nhật không có luôn. Cho nên ở Nhật không có ngày quốc tế phụ nữ. Cho nên là Megumi cũng ít khi nào mà đòi quà mình á, mình cũng không bao giờ, chưa bao giờ mình mua quà mấy ngày này về tặng Megumi đó. Thì hôm nay sẵn thì 20 tháng 10 thì mình cũng đi làm về, mình không có mua được cái gì á. Tính tặng cái gì đó cho Megumi mà không mua được gì thì mình ghé vô cái tiệm siêu thị á. Thì có mỗi siêu thị nó bán bánh đó các bạn. Bán bánh này nè. Bánh ngọt á. Mình mua đại bánh ngọt này về xong rồi mình sẽ tặng cho Megumi để coi phản ứng Megumi như thế nào. Thì thật ra thì mình cũng phải đi mua cái quà đó, quà gì cho nó đàng hoàng tử tế như là dây chuyền hay gì mấy bạn nam hay mua bạn nữ bên Việt Nam vậy đó. Thì hôm nay thì mình không có nhiều thời gian mình đi mua các bạn, mình đi làm về mà, thì mình sẽ bỏ vô trong cái hộp bánh này là một mang 10.000 yên, là khoảng 1.2 triệu tiền Việt Nam mình á. Bây giờ yên nó rất giá rồi, là khoảng 2 triệu tiền Việt Nam mình bỏ trong đó rồi, để cho Megumi mở bánh ra coi phản ứng Megumi thế nào nha. Thì lần đầu tiên mình tặng quà 20 tháng 10 cho Megumi luôn. Thì để coi phản ứng thế nào thì mà các bạn cùng với mình nha. Mình vừa mới đi làm, vừa mới trên xe đi về luôn, tức thì mệt mệt các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái bánh này ra, mình bỏ tiền vào bên trong nha. Có thì không thời gian đi mua quà giờ cho vợ, thì mình sẽ bỏ tiền vào trong đây để coi phản ứng của mình thế nào nha. Đây, giờ mình vừa một tay cầm máy quay, một tay mình làm nó hơi khó một tí, các bạn thông cảm nha. Wow, cái bánh nhìn có vẻ ngon các bạn, hấp dẫn á. Wow, bỏ vô đây đi, để xíu coi phản ứng của Megumi thế nào. Nói chung thì mình cho tiền thế này để thích đi mua gì mua các bạn. Thì tiền mình tiết kiệm rồi, hai vợ chồng tiết kiệm rồi, cái tiền riêng, còn tiền riêng của mình nha. Chứ cái thẻ ngân hàng của mình thì Megumi giữ rồi, mình đâu có đi rút tiền được đâu các bạn. Tiền lương của mình làm tháng nào ra thì đưa cho vợ giữ hết mà. Thì tiền riêng của mình thì mình cho, thì giống như là mình nói là tiền mình tiền hàng tháng á, hàng tháng Megumi cho mình chu cấp cho mình á, thì mình tiết kiệm. Đây, đó, thích mua gì mua nha. Bây giờ mình đi vào nhà nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong nhà mình nha. Lạnh quá các bạn ơi. Nói chung thì bây giờ đang tháng 10 á, trời và đêm á, nói chuyện thở ra khó luôn các bạn. Lạnh lắm. Tính ra có ngày nắng á, ngày nắng thì nó nóng tí hơn ngày nào mà mây á, nó lạnh kinh khủng luôn. Mình về tới nhà rồi các bạn. Không biết là hai mẹ con đang làm cái gì đây. Bây giờ cũng 9 giờ mấy các bạn. Đứng đợi sẵn luôn à. Yeah. Yeah. Ăn cơm chưa? Rồi. Ăn cơm rồi hả? Ăn rồi. Hai. Chào má mà nghe được. Arigato. Nani kore? Eh? Presento. Nan wa? Hmm? Kyō wa betonamu no josei no hi da kara. そうなんだ。うん、あるよ。日本ある?あんま聞かない。聞かないか。じゃあ、とりあえずちょっと着替えてから、先に貼って。はい。ちょっとね。で、mình thay đồ nha mọi người. Ok các bạn ơi, mình thay đồ xong rồi bây giờ để mình đi vô mình coi Megumi sẽ phản ứng thế nào nha. Ồ, プレゼント à? À, まだ開けてないの? ご飯食べた？まだリリーは食べたけど。なんで？一緒に食べようと思って。待ってたの？ご飯先？お風呂？うん。こっち？あれプレゼント開けといて。それ見てなんかなんだろうとだと思ってる？なんだろうかなって思ってる。おかしいかな。そっか。開けるよ。うん？開けるよ。いいけど、日本はないの？あの調整の日。うん。聞かない。今の時期？今の時期じゃない。あのベトナムでさ、女の日は二つがあるの。三月と十月。うん。でさ、今日はあのベトナムの調整の日だけ。あ、ベトナムだけ？今日はね、調整の日だから。に男の人からプレゼントもらう。へ、女の人みんなそうだ。あの日本はハロウィンしか頭にない。そうなの？そう。だからあの
お花とかプレゼントとかいろんなことを、あの彼女とかは彼氏にこれ買ってほしいっていうのすぐ買ってくれるとか、でも俺は今日はあの仕事であんまり行けなくて、ちょっと家帰るときにちょっとなんかスーパーやってて、これ売ってるか買っちゃって、ちょっとあんまりいいやつじゃないけどごめんねって、ありがとう、やった。本当はあのちょっと高いやつ買ってあげたいけどね。ありがとう。いいよ。もらっていいの？え？なんで貼ってたの？入れたんじゃないの？え、お店の糸入れたの？嘘。そんなことしないでしょ。ここでしょ。もっとあるのか探してるの。やばいな。あ、これもらっていいの？で、キムがこうごたな、ウィルカムメン。イエーイ、嬉しい。本当、それはさ、うん、あの、来月、今月と来月の、あの、ご飯。ご飯？ご飯ない。ベルの服じゃないの？なんで？あの、大きいから、え？妊婦用のズボン買いたいなと思って。妊婦用のズボン？あと3個ぐらい。3個も？寒いんだもん、今年の冬。買えばいいじゃん、それ。やったはい、タイテイがホームテイムにあんばんるお金見たらもうおかしい無視するのタイテイとはあんばんる本当はあのあげるけど、うん、日本はないから毎年あげなかったけどね、だってメグも覚えてないからよかったでも今覚えた今覚えたハロウィンの時にもちゃんあのびったり今日の日をちゃんと言わないと買わないよあの10月のあの20日か20あと3月の8日国際の行政の日、うーん、日本はあんまメジャーじゃないよね、なんか日本はね、うん、なんかねもっと女の人大事にしてほしいよねそれはあの自分の国に言って政府に本当にそう思うなんか海外の人やっぱりなんだろう、レディーファースト、うん、アン君もそうだけど、うん、そういうのが多いからやっぱいいなって思う。リリー、お菓子食べる？見てすごいよ、チーズケーキでっかくない？あんばんなおリリー、nhìn bánh nó còn không thèm ăn nữaNói chung thì hôm nay mình cố tình mình mua bánh này xong mình bỏ tiền vô để mình tặng thôi các bạn, chứ còn cái bánh này thì để ăn chơi thôi chứ đâu có ăn ngán luôn các bạn à. Mua về để làm mấy bày đặt màu mè tặng quà thứ thôi. Chà, comment này chốt tổ YouTube tốt được cả là chốt tổ OKANE YIDE YouTube cả là ừ, OKANE YIDE TAN DA KEDO chốt tổ IMA OWATTA KARA chốt tổ KAI SHITE ế chốt tổ KAI SHITE OWATTA KARANãy giờ là vậy, giờ vừa bỏ tiền như nó qua YouTube thôi, giờ quay xong mà trả lại đây chứ. Ê. Bây giờ mấy tháng rồi? Ồ, nó cầm 5 cái gì nữa? Ima nè, 7 cái gì nữa tao. Đúng không? Chỗ đẹp cao nè. Ừ. Kiểu như nàng cầm. Sức khỏe đẹp cao nè. Thật ra. Sức khỏe đẹp cao nè. Lily sắp có em rồi đó.Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình tranh thủ đi làm về rồi mình ghé mình mua tặng quà cho vợ vậy thôi. Đó thì nói chung chúc cho tất cả chị em phụ nữ có một ngày thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên người mình yêu thương. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với lại chị em phụ nữ và tất cả các anh luôn nha. Đó thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi ăn cơm và tắm rửa ăn cơm nữa thứ mọi người ơi. Cũng trễ lắm rồi. Bây giờ cũng là gần 10 giờ nè các bạn coi nè.Đó, mình đi làm về, thường thường mình về giờ này không nào, rồi mình tắm rửa, mình cơm nước, rồi bắt đầu mình nhảy vô mình chỉnh sửa video, rồi mình có những cái người khách hàng hay là những ai mà book quảng cáo rồi lại trả lời người ta. Đó, công việc của mình hàng ngày như vậy thôi, vừa đi làm ở công ty vừa về nhà làm thêm công việc YouTube cái thế này nữa. Đó, chưa kể mình còn gọi về Việt Nam rồi mình trả lời bình luận các bạn nữa, rất là nhiều công việc luôn các bạn ạ. Tại vì tranh thủ để mình làm để không đi ngủ không đi ngủ sớm được, rồi mai lại lờ đờ không làm việc được các bạn. Tranh thủ ăn cơm nha. Ok,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này nha. Các bạn cảm thấy video thú vị thì cho mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau nha. Bye bye. Bye bye. Lily, ở cái áo gì? Ôi, để đưa vô. Cái áo gì kìa? Asoko. Sao mà tự nhiên có cái áo mà để rớt ở dưới? Ok, bye bye. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.